mời một nhà hàng chay mới, đó chính là nhà hàng chay Tĩnh Tâm. Bây giờ thì mời mọi người vào cùng My vào bên trong để khám phá nhà hàng chay này nha. Nhà hàng chay Tĩnh Tâm nằm ở số 96 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Giờ mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 22 giờ. Nhà hàng chuyên bán các món chay, bên trong thì có bán các vật phẩm và tượng Phật Bảo được trang trí rất là đẹp mắt. Không gian bên trong thanh tịnh và trang nhã với gam màu tối ấm cúng. Nhà hàng có mặt bằng hơi nhỏ nên gồm 2 tầng, một tầng trệt và một tầng lầu. Tầng trệt thì là khu vực bàn ghế cao, được trang trí với rất là nhiều đèn dây thả. Hai bên tường thì được trưng bày rất là nhiều tượng Phật Bảo cho khách hàng có thể là xem và mua về. Menu ở đây thì đa dạng nhiều món ăn, giá dao động từ 60.000 cho đến 200.000 nha. Mình và gia đình có gọi vài món để dùng nên sẵn giới thiệu cho các bạn luôn. Đây là món hủ tiếu xào, ăn cũng rất là ngon. Mình thấy là nước sốt ở đây làm đặc sệt nha. Kế tiếp là món cơm chà bông. Món này thì mình thấy là ăn lạ hơn ở những quán khác nha các bạn. Được quán để rất là nhiều cây sả nên ăn rất là thơm luôn. Còn đây là món súp bí đỏ. Món này thì ăn rất là bổ dưỡng nha, các bé rất là thích luôn.
mình còn gọi thêm một phần lẩu chao nhỏ. Trong phần lẩu chao thì đa phần mình thấy là có tàu hũ nè, khoai môn và các loại nấm, ăn kèm với loại rau và bún. Nước lẩu chao ở đây thì đậm đà và rất là thơm luôn. Mình thấy quán ở đây đa phần là dùng cây sả rất là nhiều nha. Món nào mình cũng thấy là có sả hết á các bạn. Nước chấm ở đây thì cũng là chấm chao luôn. Bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn lên tham quan khu vực ở trên lầu. Đây là không gian ở trên lầu nè các bạn. Không gian trên đây thì mình thấy hơi nhỏ, được bố trí bàn ghế ngồi bệt theo cái kiểu là trà đạo, nhìn rất là yên tĩnh. Ở trên đây mình thấy là trưng bày nhiều cái kệ vật phẩm và tượng Phật hơn ở bên dưới nữa nha. Thấy có rất là nhiều tượng Phật bảo đẹp luôn nè. Bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn xem, để bạn nào mà có nhu cầu muốn mua hoặc là thỉnh về á thì có thể là tham khảo trước ha. Thì video của mình hôm nay là chia sẻ đến đây là hết rồi. Nếu mà thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like nha. Những bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh ở bên dưới để đón xem nhiều video mới của Mi Vlog nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.